Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV Bình Điền qua 10 mùa giải, ít nhiều đã để lại những tình cảm tốt đẹp và thân thiện trong lòng bạn bè quốc tế. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, giải đấu còn khơi gợi được niềm đam mê bóng chuyền của đông đảo người hâm mộ địa phương. Đây là lần thứ hai chúng tôi được mời thi đấu tại giải VTV Bình Điền. Tôi rất ấn tượng với công tác tổ chức chu đáo cũng như sự tiếp đón nồng nhiệt của địa phương đăng cai. Vượt lên trên ý nghĩa của một cuộc thi thể thao thông thường, giải đấu đã giúp các địa phương đăng cai có thể quảng bá hình ảnh đất nước, con người, danh thắng và cả sự tiếp đón nồng nhiệt của họ đến với các đội bóng nước ngoài. Tôi đã đến thi đấu tại Việt Nam rất nhiều lần, nhưng mỗi lần tôi lại có một trải nghiệm mới với đất nước của các bạn. Giải đấu là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi được thi đấu cọ sát với các đội tuyển mạnh của quốc tế. Ngoài ra, giải đấu này còn có rất nhiều các hoạt động bên lề mang nhiều ý nghĩa nhân văn. Tôi nghĩ các bạn nên tiếp tục duy trì những nét đẹp đó. Tôi rất thích nếu tiếp tục được mời đến Việt Nam trong những giải đấu như thế này. Vì đến đây, ngoài thi đấu, chúng tôi còn được mặc áo dài rất đẹp.